Hello xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người lại đến với clip tiếp theo của Đậu 98 Gaming nha các bạn ạ. Thì mình nghe nói ngày hôm nay chúng ta sẽ có một mùa V-Vip mới nha các bạn nhé. Cực kỳ là xịn sò luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan qua xem cái mùa V-Vip mới có gì nhá. Thì mùa V-Vip mới sẽ là ra mắt mùa Eager thành phố mới. Đồ này chắc nghe qua từng Eager thôi là biết chúng ta đồ này là auto cho nữ ở đúng không các bạn. Tôi không quan tâm với người khác, chúng ta sẽ xem mùa mới này có cái gì ha. Thì đầu tiên ấy, mốc đầu tiên chúng ta sẽ nhận được đó là một ô tô Eager, một cái chiếc xe máy, con xe máy chứ. Ở đây. Một con xe máy này khá hiện đại ấy. Thì mình ngày xưa mình cũng đã sở hữu một con xe máy tím rồi, thì nhìn có vẻ hơi giống nhau sao nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn thấy xem có giống nhau không? À cái xe máy kia nó xịn xò hơn. Xe máy này nó kiểu dạng kiểu xe đàn ông các bạn ạ. Đấy, nhìn thì nó hơi đàn ông một tí. Nhìn nó cũng chất hơn. Xe này thì nhìn nó kiểu hơi thuộc dạng xe phân khối lớn nhỉ, nhìn như kiểu bồ câu của công an đuổi ấy. Đó, thì mốc đầu tiên chúng ta thấy nhận được một chiếc xe nha các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là một cái tóc này, bộ trang phục này cũng khá là đẹp luôn đấy, trang phục này nhìn cũng chất chơi đấy, nhìn qua ăn mặc thì cũng nhìn cũng đáng yêu mà. Cái ba lô sau này cũng đẹp nhỉ, áo này các bạn. Đấy, các bạn mặc qua cái áo các bạn nhìn thấy đẹp rồi đúng không? Đây là nguyên một cây của nó này, giày của nó này. Đấy, tóc của nó này. Ở đây là tóc chuẩn, hai loại tóc các bạn. Nó có hai bộ quần áo. Một V-Vip lần này là hai bộ quần áo cơ các bạn ạ, không phải một bộ quần áo. Thường những bộ V-Vip mùa trước ấy, nhà phát hành chỉ tặng cho một bộ quần áo thôi. Đợt này nhà phát hành ra hai bộ quần áo. Những bộ V-Vip trước nhà phát hành đa số tặng một bộ quần áo và những cái đồ nội thất. Bộ V-Vip đợt này thì nhà phát hành tặng đa số toàn ba lô luôn, hai ba lô sao ấy. Một ba lô, hai bộ quần áo. Đó, nhà phát hành đã thay đổi cải cách rồi. V-Vip đợt này sẽ là hai bộ quần áo nha các bạn nhé. Đấy, tóc khác này. Có cả mũ này. Đấy, mũ này, áo này. Hai loại áo luôn. Áo này giống kiểu áo che gió nhỉ, nhưng mà nhìn chất chơi vãi. Giày nữa này. Hai đôi giày luôn này. Ba lô thì một ba lô thôi, cái này thì không biết phải ba lô không. Cái này là tượng thôi. Đấy, đợt này nhà hành đã thay đổi rồi các bạn ạ. Hai bộ quần áo và một cái chiếc xe. Khá là xịn sò nhỉ. Đấy, các bạn nhìn qua đẹp không? Đa số các bạn lấy là vì chiếc xe và bộ quần áo thôi nhỉ. Và bây giờ nhà hành đã cải cách rồi. Trước ngày xưa nhà hành cứ cho nhiều đồ nội thất quá. Cứ cho nhiều hai bộ quần áo này này, có phải đẹp không nhỉ? Được, bộ xứng đáng giá tiền các bạn. Thì tính ra là các bạn vào mua mỗi bộ, chỉ bộ bình thường nhà phát hành bán một cái phương tiện ấy đã bán với giá là tầm độ 100.000 rồi, hơn 100.000 rồi. Còn bộ quần áo nhà hành bán hơn 100.000 rồi, tính ra chia 3 ra thì bây giờ mỗi cái nó có 50.000 thôi đúng không? Đây có hai bộ quần áo và một chiếc xe và một cái ba lô nữa này, tính ra chia 3 ra thì chỉ mỗi cái nó chỉ vào 50.000 thôi. Đây là thế cũng giá cả là hợp lý rồi đúng không? Đấy, nhận tóc trước lượt này. Đấy, ba lô thì nhận cuối cùng, hai bộ quần áo nhận trước các bạn ạ. Rồi thì hôm nay sẽ vào ngày đăng nhập ngày hôm nay nha. Đấy là điểm qua một chút về mùa V-Vip mới rồi các bạn. Không cũng khá là đẹp, nhưng mà vừa tiền là đã và đẹp. So với những bộ quần áo đấy là như thế là vừa tiền rồi các bạn. Hôm nay vì bảng điểm danh kem ngọt thì chúng ta sẽ nhận một cái vé coupon nha các bạn. Coupon. Cái xe này thì mình còn chưa làm luôn các bạn. Thì không biết bao giờ nhận được cái xe này ta. Xe tải kem mà 35 lần nữa cơ mà. Thực hiện thỉnh cầu của quý 35 lần. Ui, được tặng 100 cái hạt này luôn á. Cái này cũng làm được nhiều á. Thế vào mình vẫn lười các bạn thấy không? Mình chưa làm một cái nào luôn đấy. Không có thời gian mà làm. Rồi. Lại nhận kem ở đây vậy. Ok. Rồi vậy mình đã nhận thành công hết rồi. Ở đây nhận. Hôm nay thứ bảy thì mình nhớ không nhầm, mình như là sẽ được một cái hộp gì đó mà. Đây, hộp kim cương đây rồi. Thì đến tối nay, chiều nay thì các bạn sẽ nhận được mũi khoan. Ở ngày mai chúng ta sẽ nhận được mũi khoan, bởi vì chủ nhật thì chúng ta sẽ có đảo dương mà này. Thì tuần này thì chắc chắn là vẫn còn đảo dương của cái tuần trước thôi. Tuần trương là khởi sắc của thường đào dương nó một bộ đồ nó sẽ ra vào tầm 2-3 tuần nó mới sang đồ mới. Có 8 kim cương rồi à? Đấy, xem Mai Đảo Dương thế là gì ta, tin tức à. Đấy, vẫn là đồ gọi là đồ Hải Âu à, đồ này vẫn là đồ Hải Âu các bạn ạ, không phải Hải Âu hay Hải gì nhỉ. Rồi, đã nhận quà thành công, bây giờ vào cửa hàng nữa các bạn, cửa hàng mở nốt. Hôm nay thì cửa hàng nhóm hành cũng chưa bán gói gì cả, bán lại với gói cũ thôi. Ô, nhóm hành mới ra gói bạn tâm giao free này các bạn. Đây, bộ này đẹp nha, nhưng mà cái tóc, bán cả cái tóc nó phải đẹp không. 60 kim cương nè. Đó, các bạn vào nhận đồ này free nè. Đồ này là đồ mới nha. Đó, hộp thư. Rồi, áo thủy ổ, váy học sinh trắng, giày bệt jean. Đẹp nha, mình sẽ mặc cho các bạn thử, mặc thử cho các bạn nha. Rồi, mặc thử cho các bạn đây. Đây là ba bộ của nó đúng không? Cũng đẹp chứ nhờ, nhưng cũng đáng yêu mà. Cũng được. Kiểu giống nó hơi tựa bộ đồ học sinh, nó cũng hơi tựa bộ đồ ngủ. Thôi được rồi, mình sẽ bỏ qua nó, bởi vì mình vẫn ưu ái mấy cái bộ của mình hơn. Ừ nhỉ, bộ mình đâu ta. Cái áo mình đâu rồi đây. Mình vẫn ưu ái những cái bộ của mình hơn nha các bạn. Bộ này mình vẫn ưu ái hơn, nhìn vẫn kiểu dáng mình thích kiểu hồng hồng á, không hiểu sao đàn ông mới thích hồng mà. Rồi, dạ kim cương ở đây. Bây giờ là phải đi tích lại kim cương. Vừa tích được hơn 200 kim cương thì lại đi mua một đồ free vừa nãy là hết rồi các bạn. Lại phải đi kiếm lại kim cương thôi. 50 kim cương, 181 rồi. Bono, Bono. À, hôm nay có một vé cao pần này. Bono thì hôm nay không có, nhưng chúng ta sẽ có vé cao pần nha các bạn. Ý, biết đâu bất ngờ đúng không? Biết đâu bất ngờ. Biết. Trời, chắc mình không biết đếm được bao nhiêu cái quần mình mở ra được ở cái gói này nữa. 3 lượt à, mỗi ngày được có 3 lượt thôi à. Được 3 lượt thôi à, ui 50. Cứ 80 với 50 đi, đừng có ra 30 là được. 50, hay lắm. Mũ mình có một cái mũ hồng rồi nên mình cũng không khao khát những cái mũ khác nữa các bạn. Đấy, 3 cái 150 là cũng khá khá rồi các bạn. Khá khá cái đấy. Sao cái hộp này mình mở cái viên kim cương đỏ này nghe có vẻ khướt nhở. Cái hộp kim cương xanh mình đã mở 3 hôm nó phải ra được tầm 2 viên. Mà hộp này mở chắc cả tháng rồi chứ, nó còn không ra luôn đấy. Đề nghị nhóm hành tăng cái tỷ lệ cái viên nó ra mở, để mọi người mở nó có tí phấn khởi ấy. Hộp này mở đúng cái mũ rồng này xong là mất hit mất tiêu luôn, không thấy nhân phẩm đâu nữa luôn, nhân phẩm chôn vùi luôn nữa. Nhân phẩm là chôn vùi luôn. Ôi dồi ôi, 100 tiền sao các bạn ạ, 100 tiền sao, ôi dồi ôi. Quặng sắt không ra luôn, thế mới xui cả nà chứ. Ôi dồi ôi, quặng này không ra luôn à. Chắc cái mùa mấy cái mùa sau này mình không ăn được từ nhà phát hành mấy cái viên kim cương này quá. Nhân phẩm mở mấy đợt đầu nhà phát hành lấy hết rồi, giờ không cho ra nữa. Ôi quặng vàng ạ. Tại tiền sao ra viên kim cương là bùng nổ rồi phải không các bạn. Nhưng mà nó rất tiếc là nó không có ưa mình các bạn. À, cái gói này mình đã hướng dẫn rất nhiều bạn rồi. Mình thấy rất nhiều bạn comment bên dưới bảo là em làm theo cách của anh mở là rất nhiều kim cương nha. Các bạn thấy kinh nghiệm không? 1, 2, 3. Đấy, chậm chậm cách một nhịp mở. Ôi rồi, kỳ cục vậy. Nhà phát hành fix mở kim cương của mình rồi à. Đừng nói không ra kim cương. Trời, cái cách áp dụng của mình, người ta sử dụng tốt thế mà mình sử dụng nó tệ đấy nhỉ, không hiểu tại sao ạ. 435 su kem rồi. Hình như 435 su kem nó vẫn hơi ít với cái sự kiện lần này. Bởi vì mình thấy có cái chế tạo một đồ gì đó nó mất tận hơn 1000 cơ mà. Đúng không các bạn? Mình thấy mất hơn 1000 cơ. Rồi, vậy để mình cũng review trong clip này đến đây cho các bạn những cái trang phục mới này thôi. Và clip của mình chắc cũng xin dừng tại đây. Ôi, bạn nào tặng quà cho mình nè. Em Phan Anh kết bạn với em đi à? VH Quốc Anh. Bây giờ nó không còn cái mục như ngày xưa bấm vào đây để kết bạn luôn nhỉ? Mình bấm nó không được luôn á. Không hiểu tại sao. Ôi, anh tặng quà nhiều đấy em. Được rồi, em cứ comment ở bên dưới clip tên của em ấy nhá, để anh copy nó dễ chứ. Ở đây anh không bấm được cái bạn nữa rồi. Đấy, sao lắm vịt này em, lắm phao vịt này. Cái này anh thả nhà anh thì chắc ngập nhà luôn á. Anh Đậu ơi, nhiều bạn comment quá mình chưa trả lời. Cho em cái bạn đi anh Đậu. Các bạn muốn các bạn cứ comment ở bên dưới clip nữa để anh Đậu biết tên anh Đậu copy được, chứ còn gửi ở đây anh Đậu không bấm vào được này, không bấm vào nó không được này, các bạn thấy không? Ồ, bấm vào nó không được ấy, nó không hiện lên nhân vật để kết bạn ấy. Rồi, thế thôi clip anh Đậu xin dừng tại đây nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ nha. Bye bye.